Ôi, xin chào tất cả bác. Hôm nay bọn em chủ nhật, một bác từ Nam Định xuống múc con xe Tata Super này luôn và kéo về cho nó mới. Đây, chiếc xe tải 1 tấn 2 chạy máy dầu với mức tiêu hao nhiên liệu 6,5 lít trên 100 km, rất là đẹp, với thùng hàng dài 2m62. Đây, dòng này là của Tata Ấn Độ nha các bác nha, rất là tuyệt vời. Chỉ trong một chiều chủ nhật đã lên đường chiếc xe này, hy vọng là các bác cũng có thể trải nghiệm để biết được cái sự sung sướng khi lái chiếc xe này là như nào.